Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và mình lại là Nami đây. Và gần đây thì chúng ta đã biết được rằng là có một video cực kỳ hot của một diễn viên cực kỳ điển trai, đó chính là Harry Cavill với vai diễn Superman nổi tiếng phải không nào? Và anh ấy thì đã dành ra khoảng độ 2 ngày để có thể tự lắp một chiếc máy tính của mình ngay tại nhà. Và thử thách cho mình ngày hôm nay đó chính là xây dựng lại một bộ máy tính với cấu hình gọi là gần như giống đến 80-90% gì đó. Thực ra tại vì ở Việt Nam thì không thể nào mà có thể tìm được hết tất cả các linh kiện giống y hệt bộ máy của anh đấy. Và ở đây thì mình sẽ chỉ có một chút khác về mainboard này, về nguồn, về tản nhiệt cũng như là về case. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi đến thử thách với mình, đó chính là với một người chưa hề, tức là chưa không biết lắp DC trước đây, cũng như là chưa động đến những cái này để lắp ráp nó vào trước đây, thì sẽ mất khoảng độ bao nhiêu thời gian để có thể hoàn thiện được bộ máy tính này. Và hiện tại thì thời gian của mình bây giờ đang là 13:49 thôi, chúng ta sẽ làm tròn là 13:50 nhá. Nhiệt độ phòng của mình đang là 27.8 độ và hôm nay là ngày 20 tháng 7. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu với thử thách của mình ngay bây giờ thôi. On a run from my given disaster, speed away from the holy mind, pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on lingering. Khoảng độ tầm hơn 3 tiếng đồng hồ thôi là mình đã lắp
Dub đã hoàn thiện bộ máy DC gần giống với lại anh chàng Superman Henry Cavill này rồi. Thật sự là bây giờ cảm thấy kiểu rất là hạnh phúc và một cái cảm giác gì rất là phê ấy. Thế nhưng mà chỉ có một điều đây mình hơi băn khoăn, đó là với anh Kevin thì anh ấy DJ của bộ máy của anh ấy rất là gọn gàng, gọi là ngăn nắp, như kiểu là một thợ chuyên nghiệp vậy ấy. Còn đối với mình thì mình như các bạn có thể xem vào cuối video phải không? Đó chính là một cái mớ mùi đùi đằng sau, nhưng mà mình cũng không biết giải quyết nó ra làm sao cả. Thôi thì ít ra là vẫn còn đóng cái nắp lưng lại được rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là có thể anh ấy dành khoảng độ 2 ngày ra chỉ có để tháo tháo lắp lắp và đọc hướng dẫn sử dụng thì có thể đi được một bộ máy đẹp như thế. Còn đối với mình, hơn 3 tiếng đồng hồ với một đứa con gái mà kiểu chưa từng bao giờ động vào những cái lắp ráp linh kiện hay là đi dây lòng ngoằng cứng đơ, đau hết cả tay như thế này, thì mình cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi mà em ấy đã lên một cách bình thường và chạy nghe khá là êm, không có cái tiếng gọi là ốc vít lỏng lủng gì ở đây cả. Và có một điều là mình phải nhắn lại với các bạn, đó như ở đầu video mình cũng đã có giới thiệu qua, đó chính là việc là anh Kevin thì anh ấy ở nước ngoài, còn mình thì đang ở Việt Nam. Thế nên là cái việc mà mình có thể tìm được tất cả những cái linh kiện mà giống một tới 100% so với anh Kevin thì cực kỳ là khó. Và ở đây thì mình đã cố gắng tìm ra những cái linh kiện gọi là có thể nói là tương đương. Và nếu như khác biệt ở đây thì chúng ta có thể thấy như là anh Kevin thì anh dùng chiếc mainboard là Crosshair 8 Hero, còn ở đây thì mình đang dùng là Acer RGB550E. Còn lại các linh kiện khác thì gần như là tương đương và các bạn có thể xem chi tiết ở phần mô tả nhé. Và tổng thể bộ máy này thì có giá thành là khoảng 116 triệu đồng và kèm quà tặng lên tới là 8 triệu đồng tiền mặt nha. Và vừa rồi là tất cả cấu hình mà mình đã xây dựng nên cho bộ PC này để làm sao giống hệt nhất với lại anh Superman. Còn nếu như các bạn muốn thay đổi một số linh kiện nào trong đó thì hãy cùng comment xuống phía bên dưới để cho mình cũng như là mọi người được biết với. Và ở đầu video thì là cái phần mà cắt highlight quá trình mà mình xây dựng bộ máy này thôi. Còn nếu như các bạn nào muốn xem tổng quá trình mà mình lắp ráp như thế nào cho một cách chân thực nhất thì chúng mình có để link ở phía bên trái này. Và hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần này nhé. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh, cũng như là nhấn quả chuông nho nhỏ ở phía bên cạnh đó để có thể theo dõi tất cả những video mới của chúng mình trong thời gian tới. Còn bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!